Em hay lưng. Hai lưng cũng được. Hay lưng làm nào bây giờ? Quay mặt hay hai lưng anh có bỏ em không? Không em, vì anh yêu em rồi mà. Yêu thật chưa? Quay mặt đi em. Để cho em ngắm anh 1 phút rồi em quay mặt. Nãy giờ ngắm cái 10 phút rồi, cho 1 phút gì nữa. Quay mặt. Quay mặt không sợ, không giật mình đâu nhá. Thì quay đi. Quay đi rồi anh yêu em nhiều hơn nữa. Nhanh đi. Thật đó. Quay đi em. Em có muốn anh yêu em không? Có chứ. Em. Thì em phải quay mặt cho anh nhìn. Quay mặt nha. Quay rồi không được bỏ nha. Rồi ok. Quay đi đừng có ngại gì hết á. Nói thiệt. Anh hát cho em nghe một bài đi, cho quay mặt cho anh xem. Bài gì? Bài gì cũng được, anh hát hay mà. Bài chim chích bông, bài ruột được không? Được. Rồi. Lấy tinh thần đó nha. Chim chích bông bé tèo tèo hay chèo ở cạnh na ra cành bụi sang bụi chui em vẫy rồi chích bông ơi. Được, ghen chưa anh? Sao? Hát nốt, hay không? Hát nốt đi anh. Hay, nhưng anh phải hát nốt em mới cho anh xem mặt. Hết đi anh. Hát tới độ nào vậy? Chích bông ơi. Luống rau xanh, sâu đèn khoe, chìm xuống nhe, có thích không? Chú chích bông, liền xè xuống, bắt sâu cùng, què lông mồm, thích, hết rồi, hay không? Hay dã man. Thì quay mặt đi. Hay quá. Quay mặt anh tặng em bài đi cấy. Bài gì cơ? Đi cấy. Đi cấy à? Ừ. Quay mặt đi. Rồi anh hát đi. Không bây giờ phải quay mặt cũng không thôi. Anh hát đi em nghe mặt liền mà. Anh ghét nhất là hứa lèo em có biết không vậy? Quay luôn. Tụi ăn cái gì mà xinh quá trời. Hát tiếp đi anh. Sao em ăn cái gì mà xin em phải trả lời anh trước chứ. Anh hát nốt bài đi rồi em quay nốt. Không có anh với em đẹp đôi chứ. Đẹp đôi hả anh? Đẹp đôi. Đẹp đôi vãi luôn. Anh hát nốt bài đi anh. Có thằng nào nằm ở gần em không vậy? Không, làm gì có thằng nào. Nhìn cái EWT của em xấu mà em lên hình đẹp thì coi chưa. Cái EWT nhìn nãy anh không ưa nó thiệt á. Không ưa á? EWT mà nhìn đầu tóc như một cái đông rơm vậy. Thế anh có hát không? Nhìn cái mặt xấu lắm. Đỡ EWT khác đi. Hát bài nữa đi rồi em quay cho em xem. Bài gì? Chạy ngay đi. Đi cấy đúng không? Đi cấy nhá. Lên chùa bể một cành sen, lên chùa bể một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng, bè vốn cô có hẹn cùng trăng, có bàn cùng trăng, thớp đèn ta sẽ chơi trăng ngồi thềm, chơi trăng ngồi thềm mỹ rằng cầu cho, cầu cho trong em gọi ngồi em. Rồi xong rồi hát hay không? Hát nữa đi anh ơi. Hay quá. Hỏi thiệt là ăn cái gì mà em xinh dữ vậy? Ăn cái gì mà xinh dữ vậy? Anh hát nốt bài đi. Em nghe răng rê cái này. Nghe răng rê. Nghe răng rê cũng xinh quá trời. Có bồ chưa? Anh bỏ bồ được chưa? Anh bỏ bồ anh vô giờ sao nữa? Nhìn em đẹp quá mà. Chắc chưa? Vũ em
bự không? Không bự, hai lưng. Hai lưng vậy cũng được. Hai lưng được không? Được, vậy cái mặt em xinh là được rồi. Anh hết trải nghiệm rồi bây giờ thôi. Ý là lỡ rồi quay hết người luôn đi chứ giờ sao? Anh hát hết bài xong quay nốt người. Thì quá, hát hết rồi. Hát nốt đi. Bài gì hả Ngọc Anh? Giờ em muốn nghe bài gì nữa? Huy ơi gọi gì chị đấy? Chị đang nói chuyện với người yêu chị đấy. Đừng có làm phiền. Thì anh với em giờ mình kêu vợ luôn chứ giờ sao trời. Anh giờ kêu vợ lên nha. Giờ kêu là vợ luôn đi. Vợ à? Ừ, ý là mình kêu vợ rồi sau này mình cưới cũng được không sao đâu. Bao giờ anh cưới em? Tuần sau được không? Lâu thế em đợi làm sao được? Thì anh phải đi phụ hộ kiếm tiền chứ. Ngày mai này anh phải đi xách. Đi đâu? Xách bữa là xách hộ biết không? Em ở đâu vậy em? Em ở gần anh. Em cười cũng xinh nữa hả? Xinh không? Xinh. Bạn bồ của anh. Xinh mà. Mới đầu anh tưởng đâu. Mới đầu là tưởng em đâu em là xấu lắm. Ồ. Bây giờ anh mới biết á. Em ngồi dậy đi. Ngồi dậy rồi quay. Ngồi dậy xong rồi quay hết người thôi. Em bảo anh. Quay ở dưới luôn nha. Quay hết người rồi đi. Ok. Ừ anh hát bài. Lúc nào cũng hát kìa anh. Thì nãy giờ anh hát cũng kết chục bài rồi. Anh nói điêu thế. Em đừng có làm cho anh yêu em nha. Anh cứ hát hai bài đi nha. Bây giờ em muốn hát bài gì? Muốn nghe bài gì nè? Anh hát bài Bùa Yêu đi. Bài gì cho? Bài Bùa Yêu anh biết không? Bài đó anh không biết hát. Tại sao không biết hát? Anh hỏi em cái này nha. Anh nói đi. Được không? Được, anh hỏi đi. Hồi giờ em hôn ai chưa? Hôn ai chưa hả? Ý là hồi giờ em hôn ai chưa? Có, em hôn mẹ em rồi. Hôn ai vậy? Hôn mẹ em. Em có muốn hôn anh không? Có. Chắc em cưới, anh cưới em làm vợ qua lên à. Cưới ngay và liên luôn nha anh ơi. Tối này chắc anh nằm mơ thấy em quá. Mơ thấy thật không? anh cười gì đấy, em bảo anh hát đi mà. Bây giờ em muốn nghe bài nào cho cái bài mà không biết hát, sao anh hát được em? Anh thuộc bài nào thì anh cứ hát đi. Bài giờ hát bài nào ta? Hát nhanh anh, em buồn ngủ quá. Bây giờ hát bài Hai Con Thằng Làng Con được không? Cũng được. Anh đẹp trai anh hát bài gì chẳng hay. Thì anh hát cái bài nào là không hay mà. Hai con thằng làm con để nhau cắn nhau đứt đuôi. Bé thằng làm con sẵn đuổi anh. Sao? Không đứt cu mà sao đứt đuôi. Hai con sao đó. Mới đầu sao tay quên rồi. Bài đó anh quên rồi. Anh hát lại đi.
cho anh hỏi cái này xong anh hát được không? Rồi anh hỏi đi, em trả lời đây. Hỏi vô em đi. Hỏi vô em đi, nhà nghỉ với ai chưa? Chưa. Vậy bữa nào đi với anh nha. Mày mà nói thiệt là em ở đâu đã biết ngõ anh hết tuần này anh đi ra chỗ em chưa? Bây giờ anh có hát cho em nghe không? Để em tắt máy đây. Giờ hát bài nào chọn? Thôi anh hát nốt bài Hai Con Thần Con đi. Bài đó thuộc được cái câu đầu rồi chứ đâu có thuộc được nhiều đâu. Anh hát lại khác đi. À, bỏ qua này nè. Anh hát. Kim Văn Khuyên nha. Ừ. Kim Văn Khuyên được không? Được, anh hát bài gì em cũng thấy yêu hết. Cho có con chim Văn Khuyên nhỏ trông thật là ngon ngon quá. Rồi về bảo quân lời phép luôn nhắc nhà. Chim gặp bác chào màu chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca chào cô. Chim gặp anh thích chị chào anh. Chim gặp chị xấu nâu chào chị. Hết. Chưa hết mà đã được rồi. Thì hết kêu đó là hết rồi. Anh thuộc kêu đó thì anh hát kêu đó là chơi sao. Em ngắm anh mãi không chán. Thì anh cũng như em thôi chứ đâu. Anh cũng ngắm em không chán nè. Ngọc anh. Chắc anh nói chuyện với em đi. Dạ, nói chuyện bằng yêu chị mà. Ước gì anh thơm em được cái không? Em cũng thế. Ước gì thơm anh một cái. Hai đứa mình giống nhau chứ ta. Em có đi SH không? Hả? Ý là em có đi SH không? Anh thích con gái đi SH. Em đi xe đạp. Em đi xe đạp, anh có yêu chị... không? Xe đạp cũng được, tại mặt em xinh là được rồi. Người sao tự nhiên mình tay đại vậy? Cười là phải nghe răng đồ ra cho ta thấy anh không? Thấy. Bỏ cái tay ra rồi biết sự biết sao bỏ tay được rồi. Nhưng mà em có thích con trai không? Không, em không thích con trai, em thích anh thôi. Anh hút lắm thuốc đấy. Ờ, ngày anh hút có bề gối á. Tại tiền anh có mà. Anh hút thế thì lấy đâu tiền của em nữa. Thì hút thuốc đâu nhiêu tiền anh làm ngày 200 mà. Hút thuốc thì ngày bê gối thì bê chục. Thì cũng còn 170. 170 là anh có đưa em hết không? Thì ngày em ăn 50 cho nhiều. Em ăn nhưng mà anh phải đưa em giữ chứ. Là sao? Anh không đưa em giữ tiền anh làm. Thì anh nuôi em chứ sao chọn. Nhưng mà tiền anh giữ được không? Đức ơi thì mẹ anh im mồm đi, em nói chuyện đồng yêu em mà. Ồ mà nãy giờ quên kêu vợ cho vợ lên. Ôi. Đang làm gì vợ? Hả, em đang ngắm anh đấy. Thì anh cũng đang ngắm em này nè. Hình như mới nói chuyện đâu được thuốc. Không thích thì em tập lần lần thích đi. Em không thích con trai hút thuốc, anh hút thuốc được không? Yêu vãi. Yêu thật luôn đấy. Anh có cưới em không? Thì yêu thật em biết. Chấp nhận cho anh hút thuốc chưa? Đức ơi im mồm đi. Sao anh lại chửi mẹ em? Bây giờ nói thiệt nha. Anh có thể giết người với em bỏ ra chửi em đi kìa. Là sao? Anh hút lắm thuốc đấy. Thì anh đã nói là một ngày anh hút bê gối mà. Anh có biết là em hâm mộ anh từ bao lâu rồi không? Từ bao lâu rồi? Biết anh ở chỗ nào vậy?
vì anh đẹp trai. Ý là em biết anh từ chỗ nào? Em biết anh á, anh Facebook anh hot thì cơ mà, tại sao em không biết? Ý là biết từ cái khi nào, ngày mấy đồ chắc. Em không nhớ. Nói chung là hai đứa mình bây giờ là vợ chồng mà, được rồi, khỏi cần nói gì nữa. Được không? Đúng rồi, không cần phải nói nhiều. Mai em có đi làm không? Anh nuôi em rồi, sao em phải đi làm? Bây giờ chưa nuôi được, một tuần sau mới nuôi được luôn. Thì em cứ nhịn nói đến khi nào anh... Đến khi nào anh... anh gửi tiền cho em để em ăn. Như anh cưới em về rồi hai đứa mình đi phụ hộ trong luôn cho vợ sao? Anh lỡ lòng nào để cho em đi phụ hộ? Cỡ chứ có gì đâu mà, thì mới tháng đầu thì anh nuôi em, rồi tháng sau em với anh buộc. Anh để em phụ hộ để em chết à? Phụ hộ nhưng mà anh cho em mấy cái nhẹ nhẹ thôi, như ví dụ như là siêu măng đồ không? Anh không thương em à? Thương thì anh mới cho đi phụ hộ chung, thì ngày nào là anh cũng cho em ngắm anh đó. Trời ơi, nếu mà em phụ hộ thì da em trắng giống anh thì em làm sao mà sống được? Phụ hộ em mới trắng rồi chứ không được lắm. Bây giờ anh thấy em vẫn còn đen á, nhìn em đen mà. Bây giờ em đang bị đen mất rồi, anh phải cho em ở nhà anh dưỡng em trắng. Đen thì phải đi dạng nắng nó mới trắng. Hồi giờ dê anh vậy mà. Thôi không nói nhiều, em chỉ muốn biết là bao giờ anh cưới em thôi. Chết rồi, anh bị vợ gọi rồi à? Ôi. Lên anh hỏi em cái này là một lần nữa nha. Anh cứ hỏi đi. Em thấy anh đẹp trai ở cái điểm nào vậy? Sao có nhiều người cứ nói là ở khuôn mặt vậy? Thực ra mặt anh rất đẹp rồi, chẳng có chỗ nào cũng đẹp cả, nên em chẳng biết nói chỗ nào đẹp hết. Dè trắng đúng không? Da trắng. Nói chung là trắng đẹp trai. Trắng cỡ tờ giấy không? Bằng tờ giấy không? Trắng như là vôi ý. Vôi luôn hả? Ừ. Vôi với tờ giấy nó cũng ngang bằng nhau à. Nói chung là đẹp trai thì nói gì đúng hết. Anh thấy là đúng không? Thì đẹp trai thì nói gì là không đúng. Đẹp trai nói gì cũng chẳng đúng. Bọn xấu trai nói gì cũng sai hết. Thì anh đẹp trai thiệt mà. Thì em có nói là không thiệt đâu, anh đẹp trai thiệt mà. Anh đẹp trai giống trai Hàn Quốc không? Đẹp hơn trai Hàn Quốc. Ngày xưa em mê trai Hàn Quốc nhưng bây giờ em mê anh rồi. Thì anh không nghĩ gì á. Hình như anh là vô đối luôn rồi sao. Đúng rồi, thôi anh đợi em tí để em đi ra ngoài đã nhá. Em vẫn ngắm anh ấy. Đây ngồi người ta nói là, biết người ta nói sao không? Nói gì? Sợ người ta nói là cái thằng này đẹp trai mà quen cô sao xấu thế. Ý là anh mà em xấu đúng không? Ý là nói chung là cũng được. Nói chung là xinh hơn là nhiều người. Anh nói thì em buồn xít chết. Thôi thôi em xin. Trong lòng em là, trong lòng anh em là xin giúp được không? Chắc chưa? Chắc. Đúng là đẹp trai, nói gì cũng đúng. Em nhe răng ra cho anh nhìn chút vậy. Quay gần lên. Răng em đều răng lắm. Răng trắng. Vừa trắng vừa đều. Nói chung là hợp với anh. Thì anh với em hợp với nhau mà, từ lúc mới đầu em anh gọi em nói chuyện à. Sao lúc đầu anh bảo em là chắc là xấu lắm thì không cho anh xem. Rồi anh có rước em không? Thì mới ban đầu thì anh thấy cái chùm tóc giống như cái đống rơm đó. nhìn ở trên mới thấy.
anh ngủ muộn thế, mai đi xếp vữa à? Sao chưa? Mai anh vẫn đi làm mà. Thôi anh đi làm đi, ngủ đi, mai anh đi làm còn kiếm tiền còn thức em chứ. Thì anh phải nuôi em chứ giờ sao? Thì em đã là vợ của anh rồi mà. Nhớ tí kết bạn Facebook em nha. Chứ sao chọn? Vợ chọn bằng kết bạn. Anh có kết bạn Facebook em không để anh biết. Kết bạn cho xong kết bạn. Rồi kết bạn luôn đi em, thoát ra nha. Ừ, thôi thoát ra. Ừ, nhớ kết bạn đi nha. Ừ. Anh tắt đi, em không biết tắt.